đàn ông 30 và 20 món đồ nhất định đàn ông phải có trong tủ đừng mua đi mua lại mãi một món đồ. Hãy làm đa dạng tủ quần áo của anh em để có thể phù hợp với nhiều sự kiện và làm bản thân trở nên thú vị hơn. Giày một Một đôi sneaker màu trắng Sneaker màu trắng giúp anh em dễ dàng kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau và quan trọng là nó sẽ không bao giờ bị lỗi mốt mặc dù tôi biết rằng các ông luôn có hơn một đôi sneaker, hai, một đôi giày tây chất liệu da xịn sự trưởng thành và khí chất của đàn ông đôi khi chỉ cần một đôi giày da là đủ. Đừng tiếc tiền vào một đôi giày da chất lượng bởi vì anh em có thể dùng nó cả đời, nên xem có nên mặc quần jean với giày tây, ba, một đôi giày bút giày bút thể hiện sự bản lĩnh. Nhiệt thành mà vẫn giữ được phong cách thời trang, bốn, một đôi xăng đan để có thể đi vào trời mưa mà không quá xuồng xã như đi dép lê, đồ pho nhưng bộ trang phục lịch sự năm. Một bộ suit may đo hợp với dáng người anh em có thể bắt đầu thử mình với những gam màu đơn giản, xanh navy hoặc xám, sáu, một chiếc áo khoác blazer vẫn lịch sự nhưng không quá trang trọng như suit bảy. Một vài chiếc áo sơ mi, nên xem năm quy tắc giúp nam giới tìm được chiếc áo sơ mi trắng của đời mình. Đồ ke rùa tám áo thun có lẽ một trong những item có nhiều nhất trong tủ của anh em là áo thun. Vì dễ mặc trong những dịp thông thường, hãy có một vài chiếc áo thun cơ bản màu trơn, hãy có một vài chiếc áo thun có cổ Hãy có một vài chiếc áo thun có thông điệp hoặc họa tiết để mặc khi đi cà phê cùng bạn bè cũng được chín những chiếc quần sót thời trang nếu anh em có sở thích mang quần sót. Hãy chọn cho mình những chiếc quần hợp dáng, hợp thời trang và thoải mái nhé. Đàn ông có hai loại, một loại không bao giờ mặc quần sót và một loại lúc nào cũng mặc bất kỳ nơi đâu. 10. Quần jean màu tối Chiếc quần jean màu tối sẽ rất dễ phối đồ, từ áo thun đến sơ mi và giày, tất cả màu sắc và chất liệu, chúng đều có thể đi chung được. Áo khoác 11, áo khoác denim 12. Áo khoác sơ mi 13 áo khoác da hình như không có cái áo nào ngầu hơn cái áo khoác da này cả, nhưng đừng chọn chất liệu da bóng loáng, hãy chọn áo da thật theo phong cách viên tịch. Nên xem năm kiểu áo khoác cơ bản làm nên chiến thuật tán gái hiệu quả anh em cần biết 14 áo hút đi chất liệu nhẹ và sự tiện dụng đi bộ trong công viên cùng bạn bè vào cuối tuần. Anh em không muốn bỏ qua món đồ này đâu, phụ kiện 15, một chiếc túi sách da phô tinh tế và thanh nhã, túi sách da phô được thiết kế dành cho đàn ông đã trưởng thành. Anh em có thể đựng các đồ cá nhân khi tập gym, hay các vật dụng cho một chuyến picnic. 16. Chiếc ví da đã đến lúc lấy ví da thanh toán tiền khi mua ổ bánh mì ở một góc ngã tư rồi. Anh em chắc hẳn không muốn bạn gái mình để ý thấy chiếc ví cùi bắp anh em đang có phải không nào. 17. Cặp táp công sở đừng nói là anh em đến nơi làm việc bằng tay không đấy nhé. Một chiếc cặp táp tao nhã và thời trang sẽ giúp anh em tự tin rất nhiều nơi công sở đấy. 18, mũ 29, kính 20, chiếc đồng hồ đồng hồ là thứ cần phải có cho một người đàn ông 30 tuổi. Không cần phải là một chiếc đồng hồ cực đắt tiền, nhưng nó nên là một chiếc chính hãng, anh em có thể mang theo cho những bữa tiệc quan trọng.